Thưa quý vị và các bạn, áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng trở thành bão số 4 và đang tiến rất nhanh vào vùng biển của nước ta. Đây cũng là thời điểm mà nhiều bà con ngư dân vừa kết thúc đợt nghỉ trăng, chuẩn bị vươn khơi trở lại để đảm bảo sản xuất. Trước những diễn biến phức tạp của thiên tai, bà con ngư dân và chính quyền địa phương đã chủ động nhiều phương án ứng phó. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong sáng nay. Dự kiến vươn khơi ngay sau khi kết thúc ảnh hưởng của hoàn lưu sau cơn bão số 3 Yagi. Tuy nhiên, sau khi nghe thông tin áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 4 với vùng ảnh hưởng rất rộng trên Biển Đông, người dân Trần Văn Cường ở phường Thuận An, thành phố Huế đã cho lùi ngày vươn khơi kết hợp với các bàn thuyền đưa tàu về nơi tránh trú neo đậu an toàn. Chỉ khi thời tiết thuận lợi sẽ ra khơi trở lại. Hiện tại thì nó cũng là nó rình đập, nó đến khi lúc nào mình cũng hay, nhưng mà trước khi mà mình vươn khơi bám biển thì mình cũng là coi thời tiết, coi thông tin đài khí tượng thủy văn, nếu mà thời tiết đẹp thì bà con chuẩn bị ngư lưới cụ, lương thực thực phẩm trước một hai vài ngày, rồi sau đó là đợi cho thời tiết đẹp rồi sau đó là nó vươn khơi. Liên tục trong 24 giờ qua, trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương đã tổ chức tuần tra kiểm soát, kết hợp tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống lụt bão, sắp xếp phương tiện, ngư lưới cụ vào vị trì an toàn. Để giảm thiểu thiệt hại trong nghề khai thác, bà con ngư dân cả vùng khơi lẫn vùng lồng cần theo dõi thông tin diễn biến của thiên tai và chỉ được ra khơi trở lại khi đảm bảo các điều kiện an toàn. Khi mà có những dự báo về lụt bão sắp đến sẽ thông tin trực tiếp với những tàu đánh bắt trên địa bàn. Vì hiện tại là tất cả các tàu thuyền trên địa bàn đều có những cái định vị cũng như GPS trên địa bàn kết nối bà con rất ổn và đã thông báo để cho bà con chuẩn bị sẵn sàng để vào bờ để tránh bão lụt. Người dân là phải chủ động ra soát cũng như là bổ sung các phương tiện, ví dụ áo phao rồi các trang thiết bị cứu hộ cứu nạn để theo đề phòng khi thiên tai xảy ra để mà chủ động một cách là hiệu quả. Và ngoài ra thì tiếp tục theo dõi thiên tai, tình hình ra trên các thông tin đại chúng cũng như là chấp hành sự kêu gọi của lực lượng chức năng để vào bờ khi có thiên tai xảy ra để mà vào bờ trú ẩn an toàn. Theo dự báo, khi áp sát vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình, bão đi chậm lại men theo đường bờ biển trước khi vào đất liền, khiến thời gian ảnh hưởng lâu và vùng ảnh hưởng rất rộng. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương và bà con ngư dân thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình của áp thấp nhiệt đới, có biện pháp quản lý, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu.